hai nó được. Có kìm có nhọn đúng không? Nó nghẹt mà nó nghẹt nó không lọc thôi. 3 con 4 ly á. Mới là ai ta? Cái người dưới 5 rồi đó. Trên 5 rồi. Không, cái này là cái lò xo không lọc đó, đèn chắc đèn khịt chồng nó nghẹt, đa số là nó bị cái này nhưng mà nó nghẹt cái chập chờn mà cái này của mình hình như không có nghẹt đúng không, không nghẹt nhưng mà trong này có thế nào nó cũng nghẹt à, cái này đây mình cũng nghẹt nhưng mà là có dơ chứ đó. Cái này là cái đỡ lò xo, bỏ nó luôn đi. Cái đầu này rách này không à. Cái đầu đó, cái đầu tròn này rách nè, cái đầu tròn này nó vô, cái đầu tròn nó dễ rách lắm nè, rách là mấy ba dỡ vô luôn, nó rách là nó vô trong đây luôn, vệ sinh nước xử lý vệ sinh.